Bó hoa này và cùng nắm tay em ra về nha. Mời. Em đồng ý. Em đồng ý. Em là ai nước mưa của mặt trời, như là anh treo treo đầu non, là anh sáng bước cuộc đời anh khi bình minh lên. Anh cũng lâu rồi đúng không? À, anh muốn biết là tại sao lại là hôm nay. Thật sự là có những điều mà em chưa kịp nói, nên hôm nay em đến đây để gặp anh, để nói ra. Vì em sợ khi anh ngồi trên chiếc ghế kia, mà khi anh về với một người khác thì chắc là em sẽ hối hận lắm. Thật sự là bây giờ em đang rất là bối rối. Sự xuất hiện của em ở đây có làm cho anh khó chịu không? Không, anh không khó chịu, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Tại vì hồi nãy anh còn tưởng em là tỏ tình với ai nữa. Ủa vậy cuối cùng hai bạn là ai? Và hai bạn đang kể câu chuyện gì vậy? Có thể cho mọi người biết được không? Dạ, em với bạn là đã từng yêu nhau. Đã từng? Dạ. Lâu chưa em? Dạ cũng được vài năm. À, đã lâu không gặp. 230 ngày. 230 ngày anh biết là cái gì? Là số ngày mà kể từ lúc hai mình chia tay nhau tới giờ. Lúc chia tay á thì em cứ nghĩ quyết định của mình là đúng và tỏ ra mình bất cần, nhưng mà lúc mà anh đi về rồi á, anh đi khỏi đó rồi á, em khóc rất là nhiều. Nhưng mà một khoảng thời gian sau anh có nhắn tin lại cho em. Lúc này em cũng có lúc có chút vui trong lòng, nhưng mà em suy nghĩ là mình sẽ quyết định chẳng tới cùng. Lúc đó em còn hỏi anh đó là: ủa anh nhắn tin lại cho em để làm cái gì? Thì anh có nói với em câu á là anh sợ em buồn, sợ em đuổi, nên anh nhắn tin cho em để khiến cho em an ủi được phần nào. Tim là mình không có làm người yêu nữa thì mình làm bạn được mà. Sau tất cả em đã suy nghĩ lại thật kỹ và đến đây gặp anh để hỏi anh. Dù không biết là anh có còn, anh đã coi em là bạn hay là đã hết tình cảm với em hay là như thế nào, em vẫn muốn đến đây để tìm câu trả lời, để không có phải hối hận về sau này nữa. Thử nha. Anh có muốn
bận chiếc áo đi Đà Lạt với em đúng không? Nếu mà bây giờ hai đứa mình bắt đầu lại từ đầu thì sẽ như thế nào đó? Anh đi theo em nha. Nếu mà anh không dẫn em về thì thôi, chị em của em sẽ đi về với nhau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Đây có thể là một cái kết mà không như mong muốn. Anh có thể thay mặt tất cả mọi người đây có thể ôm em một cái được không? Có chị rồi. Rồi chị động viên bạn yêu em á. Ôi cái gã này lắm chuyện thật, lại đứng ở phía sau. Thưa quý vị, vậy là Hùng sẽ ra về cùng với tình yêu thật sự của anh ấy, người mà anh ấy sẽ bấm chuông nếu như cô ấy xuất hiện. Nhưng mà anh đã không bấm chuông mà anh ấy đã dành một vòng tay, một bó hoa hồng để chờ cô ấy như cái ngày chương trình xích nghỉ chơi em đây. Em đã suy nghĩ rất là nhiều. Khi một ai đó, chúng ta luôn cố gắng hoàn hảo. Nhưng mà để rồi, khi hoàn hảo rồi, chúng ta lại dành hết cái sự hoàn hảo đó cho người khác. Và em không muốn điều đó được lặp lại một lần nữa. Cho nên là em muốn ở lại. Cái ghế đó nó quan trọng. Nó mang lại cho em nhiều thứ. Em được mọi người biết tới, được gặp mọi người ở đây, và gặp rất nhiều thứ. Nhưng mà em quan trọng hơn. Chủ nhân của ghế thứ hai đã đi về hai người rồi. Cuối cùng Hùng cũng đã kết thúc hành trình của mình tại Tỏ Tình Hoàng Mỹ, đàng hoàng tử tế. Nhưng những gì anh ấy đã gây dựng lòng tin với anh em và mọi người, đừng có trách Hùng từ nãy đến giờ để cô ấy đợi nha. Đối với em, em nghĩ là tuổi tác nó không có thành vấn đề. Nên là em nghĩ là chị sẽ không cần lo khi mà em nhỏ tuổi hơn chị thì em sẽ mặc dù nó hơi áp lực thật đấy, nhưng mà em nghĩ là cái áp lực đó em sẽ thành tạo cái động lực cho em để ở bên cạnh người mà em muốn chăm sóc, người mà em muốn ở bên cạnh. Em biết là mình khác biệt nhiều. Em biết là có thể em không phải là gu của chị đó. Nhưng mà em muốn là em là người, em muốn được ở bên cạnh chị, làm chị vui mỗi ngày, nấu ăn cho chị những cái lúc mà chị đi làm về, những lúc chị đói, ở bên cạnh chăm sóc chị những cái lúc mà chị mệt mỏi. Chị đừng có quá lo về việc em có nít, em người lớn rồi. Em người lớn rồi. Nên là
Nếu mà có thể thì chị có thể cho em một cơ hội để được nắm tay với chị ra về trong hôm nay không? Hôm nay chị ra về với em nha. Hôm nay chị ra về với em nha. Đồng ý đi. Đồng ý đi. Nếu mà chị không đồng ý, không sao hết, em tôn trọng quyết định của chị. Em không muốn làm khó, em không muốn chị ngại. Chị quyết định như nào cũng được. Nhưng mà nếu hôm nay chị không đồng ý, em cũng sẽ không ngồi trên ghế đó nữa. Không ngồi trên ghế đó nữa. Em sẽ ra về và sẽ theo đuổi chị ở bên ngoài. Đó cô Kiều em ơi. Có sự rung động. Nhưng vì cái cách bạn, vì cái cách Dương hành xử sau đó làm cho Lucy cảm thấy cũng buồn. Thì nó sẽ buồn tại vì mình cũng có được cảm xúc. Và sau đó là nó có nhiều cái suy nghĩ. Thì đó, như em đã nói rồi, cho dù quyết định của chị như nào em cũng sẽ tôn trọng. Và cho dù không đồng ý hay là đồng ý với em thì em cũng sẽ ra về, nhường lại chiếc ghế đó cho một chàng trai khác. Và em sẽ theo đuổi chị ở bên ngoài. Mà nếu mà hai đứa mình đi ra về được với nhau thì tốt. Nên là hôm nay đã lên đây rồi thì về hai mình đi, đừng về một mình nữa được không? Về một mình hơi cô đơn hả? Thì nhận bông hoa này và cùng nắm tay em ra về nha. Đưa hoa đi, đưa hoa đi. Sao mọi người? Giúp em. Dương, đồng ý đi, đồng ý đi. Đồng ý. Em muốn được ở bên cạnh chị, làm chị vui mỗi ngày. Nấu ăn cho chị những cái lúc mà chị đi làm về, những lúc chị đói. Ở bên cạnh chăm sóc chị những cái lúc mà chị mệt mỏi. Đồng ý. Hãy xem như là mình tuyển dụng thêm một nhân viên nữa. Và nhân viên này sẽ chăm sóc cho trái tim của mình. Đồng ý. Nghĩ là tương lai nó cũng khó biết trước. Tại vì giống như là nãy giờ mình đã nói rồi đó. Và cũng không thể nào mà ra cái là hẹn hò liền được. Lucy muốn mình có thời gian thử đi chơi riêng với nhau vài lần, xác định lại cái sự rung cảm mà trước đó hai người đã có cảm nhận. Thì sau đó mới quyết định là có ấy hay không. Chứ giờ cũng còn lan man quá. Trời ơi, vậy là êm quá rồi. Vậy Tấn Dương ơi, sau khi đi về Tấn Dương làm sao mà cho Lucy xem được nha. Ta dặn rồi đó. Anh em cứu cánh nãy giờ đó. Mọi người làm chứng nhé. Em làm sao cho ông Mai này mở màn nở mày nở mặt nha. Tấn Dương nghe không? Nha. Không? Nhìn nôn như vậy hả? Em không nói lời tạm biệt với mọi người. Chưa là chị Lucy liền á. Trời ơi, còn nhún nhảy như kiểu vui quá nữa nè. Chuyện của hai đứa mình thì hai đứa mình cũng đã rất là rõ rồi. Nhưng mà có thể các bạn ở đây chưa biết. Và
các bạn khán giả cũng chưa biết. Thật ra thì mình và Fanny không chỉ là những người bạn. Ngày trước chúng mình đã từng yêu nhau. Chúng mình đã trong một khoảng thời gian tìm hiểu. Tuy là rất ngắn thôi nhưng mà thật sự là để lại cho mình nhiều kỷ niệm, nhiều cái sự day dứt và nhiều cái sự bỏ ngỏ, bỏ lỡ. Nhưng mà tại sao hai đứa mình lại chọn ngừng lại? Khoảng thời gian đó thì Fanny, như mình vừa nói là Fanny có tham gia chương trình Giai điệu chung đôi. Giai điệu chung đôi thì mọi người nghe tên thì mọi người cũng biết rồi, tức là phải chung đôi với nhau. Nói rõ hơn thì là hồi đó là cặp đôi của Fanny với cả một anh nữa rất là nổi tiếng, rất là được lòng các bạn fan, rất được các bạn fan yêu mến, mà các bạn fan luôn ship là gọi là cặp đôi gà bông. Khi mà bọn mình, mọi người cũng biết là hẹn hò nhau một khoảng thời gian thì kiểu gì cũng sẽ lộ ra một xíu, hoặc là sẽ có những cái chi tiết nào đó để các bạn ấy nhìn ra được. Các bạn phản ứng dữ dội lắm. Mà các bạn biết là thì bọn mình đã đi đến quyết định là chỉ dừng lại là bạn. Chính bản thân mình cũng không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của Fanny nữa. Mình cũng không chịu được cái áp lực của dư luận. Mình cũng không đủ bản lĩnh để đứng lên để bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương. Người chịu tổn thương nhất là Fanny. Nào thì những cái comment, nào thì những cái inbox lừa dối, các thứ. Nhưng mà thật sự là bọn mình đã không vượt qua được cái đấy. Nói là mình mạnh mẽ nhưng mà dù mạnh mẽ tới đâu thì mình cũng không thể nào vượt qua được những cái tiêu cực đó quá nhiều á. Mình không thể nào thoát ra được. Thôi, mà Fanny là người rất hay khóc. Mọi người thử nghĩ xem, kiểu người mình yêu cứ một buổi livestream xong lại khóc, một cái tin nhắn của công ty xong lại khóc. Mình là con trai, mình phải làm sao? Mình phải từ bỏ thôi. Chứ bây giờ biết như thế nào? Thì cũng rất là may thì sau đó là mọi thứ ổn định hơn. Rồi bọn mình cũng quên mất luôn cái thứ tình cảm đó. Hoặc là nó vẫn là nằm trong đó nhưng bọn mình không có muốn khơi ra. Nó đã quá quen thuộc với nhau rồi. Và đến ngày hôm nay Fanny muốn lên tỏ tình một người khác thì mình không thể đứng yên được nữa. Yeah.
Bây giờ anh có thể đếm từ 1 đến 10 để em trả lời được không? Lại là 10 giây. Mà cuối cùng bằng một cách nào đó mà anh có thể đếm mà được không? Nếu anh đếm hết đến 10 mà em không nói gì thì sao? Nếu anh đếm hết đến 10 xong rồi thì đó cũng là câu trả lời của em mà. Em đồng ý. Em đồng ý. Em là ánh dương của mặt trời, như là ánh trăng treo đầu non, là ánh sáng của cuộc đời anh khi bình minh lên. Anh là trái đất xoay quanh người, qua hàng thế kỷ không đổi thay. Lặng lẽ đưa gió bay qua đây xanh thêm màu nắng. Ôi thật diệu kỳ, tim cầu cứ xoay chẳng phân ly, ngày ngày mang niềm vui cho anh như bất tận. Nơi lòng có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, là ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hòa.